cái lá cờ treo ngoài đầu đường nè, chạy hòm Úc Đà Úc Đới. Mình cẩn thận mà người ta giúp cuộc, người ta ủi mình cũng vậy à. Mình cẩn thận mà người khác không cẩn thận. Dạ. Hại. Xin kính chào quý bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại Phong Nguyễn đang có mặt dưới Đức Hòa, thuộc tỉnh Long An không bà cô bác. Bữa nay là Phong Nguyễn cũng chạy ngang cái căn nhà của chị Thủy Vinh Danh á. Còn một cái tháng nữa thì tháng mấy đó đám cưới, thì không may là xảy ra tai nạn thương tâm không bà cô bác. Thì anh Danh là cũng một trên một năm mấy rồi, bây giờ là nằm một chỗ, cái hộp sọ thì cũng đi để đi hấp ở bệnh viện. Còn cơ thể của anh ngày càng nó bị co rút rồi ông bà cô bác ơi. Thì bây giờ đó là dưới sự quan tâm lo lắng chăm sóc của anh hai, của anh Danh đó, thì còn Thủy thì đi làm rồi ông bà cô bác. Thì ở đây là một cái câu chuyện cuộc tình rất là đẹp, mà còn một tháng mấy mà đám cưới mà xảy ra tai nạn, mà trong cái lúc mà anh Danh là đi giúp chị Thủy đi làm về á, là băng qua lộ là bị xe nó tông á bà cô bác. Thì thôi trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc lên tất cả quý bà cô bác mình thân quân quý khán giả anh em nha. Đây là cái đoạn đường đi vô nhà anh Danh nè bà cô bác. Nhưng mà bữa nay Phong không biết sao là ở trong đây có cái đám tang, mà không biết là đám tang của ai nè bà cô bác ơi. Cái lá cờ treo ngoài đầu đường nè, chạy hòm Úc Đế gì nè ông bà cô bác. Ủa đám tang ở đâu, ở trong đây của ai con? Không biết. Không biết luôn hả? Con đi chơi chiều về hả? Dạ giờ con mới đi. Rồi chú Phong bye con nha. Dạ. Mấy đứa trẻ ngoan lắm bà cô bác ơi. Nên là mới sao Phong cũng có cảm giác khá là lo lắng không bà cô bác ơi. Tại vì bữa giờ sức khỏe của anh Danh là cũng yếu lên yếu xuống hoài. Mà bữa nay thì bữa giờ thì Phong cũng không có điện thoại cho anh hai Danh nữa, anh hai của anh Danh đó. Bữa nay không biết có sức khỏe của anh ổn không nữa, mà ngay đầu đường lại có treo cờ một đám tang. Hôm nay là đáng lẽ là có vợ của Phong đi nữa đó ông bà cô bác, nhưng mà bây giờ vô vụ rồi, mùa mưa tới rồi, có nước mưa rồi, bây giờ là xuống giống trồng đồ trồng hè để buôn bán ông bà cô bác. Cầu trời lời Phật không phải trong nhà của anh Danh. Con nhìn bò ngay mặt hả trời. Sắp tới rồi. Ngọt quá. Ê, không sao. Không phải rồi mà quá. Nhảy gắn teo là biết đúng rồi. À, không có rồi. Bé này. Trời ơi, vô hoài con sủa nó mấy ông nội. Vô hoài con sủa nữa. Đi mình hả? Mình là đây. Nay vợ em ở nhà chồng mẹ. Vậy hả? Chồng mẹ hả? Đến dạ. Mình chồng mẹ. Ông bà cô bác. Trời ơi. Nay vô thấy đầu đường có lá cờ hết hồn hết vía luôn. Sát bên nhà nè em. Dạ. Phụ sát bên nhà. Mít lên thôi. Xin chào Phong nha. Em gọi cho máy rồi. Hả? Nè. Nay đi vòng vòng chạy ngang sẵn ghé thăm anh nha. Dạ. Trời ơi, thấy vợ em quá trời đi luôn. Đi lắm mà bận xuống giống trồng hẹ đó nè. Cà phê ở gần đây qua trồng phụ. Trồng phụ có lý quá nè. Nhưng mình nông dân mà. Chào Phong nha. Chết con mũi nè. Hôm nay chậu đầu tụt lóc luôn á.
xin chào ông bà cô bác. Anh Danh, chào ông bà đi anh Danh. Anh thấy đám tang hết hồn luôn, tưởng đâu có trục chặt rồi chứ. Trời ơi. Dạ. Hôm nay không có ai về chơi hả này? Có nhỏ em gái nó về, hồi nãy là anh đi, lần anh đi đám nè, đi qua đốt nhang thắp hương bên đám đó. À, rồi xác mình nhà ha. Đi công chuyện chút xíu, rồi nó mới về rồi. Chồng nó đi làm rồi, nó về nó giữ hai đứa con rồi. À. Chồng đi chạy xe, nó phải chạy về rồi. Nó chạy vô thấy nhà vắng là thấy yên tâm rồi. Chứ phải đông đông là thấy... Nhà vô đông là tiêu luôn. Hôm nay có gì mới lạ hôm nay? Không có gì mới em ơi. Chứ cũng vậy à. Cũng vậy cứ à. Cứ ngày đêm. Ủa anh hai chuẩn bị làm gì ấy? Bây giờ thay băng. Trời ơi, tưởng đâu động thủ á. mới lau mình xong. Mới về lau mới lau chùi xong hả? Mới lau mình xong rồi giờ thay băng. Bữa đó thì cắt tóc nè, tắm sạch sẽ hết, tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc. À. Từ trên xuống dưới luôn, không còn cái gì hết. Này hôm nay cô bác góp ý anh hai cũng mua thuốc này thuốc kia cho anh Danh anh uống đâu mà cô bác. Thấy anh hai anh cũng xem bệnh lận hết á. Thôi bà cô bác cũng... thương anh hai bệnh lận cái gì anh hai đều biết hết. Có anh hai? Có. Chỉ có. Uống thuốc bột này, uống thuốc bột kia anh hai cũng làm hết trơn rồi mà cô bác ơi. Cái não thì mớp sọp hết trơn rồi. Cho đó lấy cái xương ra cho nên nó mớp vậy luôn. Mày chừng nào khỏe mạnh mình mới ráp nó vô được mà dạ. Giờ không biết chừng nào khỏe này. Cả năm mấy rồi còn gì nữa. Sức thuốc đỏ nữa hả này? Đó, cái thuốc đó, thuốc tím á. Cái pha với nước muối. Chứ không là thuốc tím không là nó đặc quá, nó riết nó trái da, trái thịt luôn á. Ủa anh hai mang cái gì trên cửa vậy? Trái cái đó cho nó thơm mà, lá dứa thơm á. Lá dứa hả? Ừ, nên treo đó. Cắt lá dứa cho nó thơm. Lá dứa với cái cây gì ngộ quá anh hai? Lá bạch đàn á. Lá bạch đàn nữa. Người ta kêu là khuynh diệp á. Dạ. Tại làm cho nó treo cho nó thơm cho vui. Này cái đám tang bên đây lớn tuổi không anh? Không, 83 tuổi à. 83 tuổi vậy lớn quá rồi. Lớn rồi. Rồi. Góc bên đây sát bên hàng chi. Rồi. Bên kia xong. Đây này bụi rậm không mà cô bác. Nhà đây cũng tích lắm. Này mất mấy ngày anh hai? Mất hai bữa rồi. Mất hai bữa rồi. Anh hai không có đi đám à? Có, anh đi hồi nãy rồi. Hai nhà em gái nó rảnh nó chạy về được chút rồi đi rồi. Qua thắp hương chút. Giờ có bà con gì không anh? Chỉ... Thì mấy cũng ông bà gần nhà qua lợi chút. À, tình nghĩa bà con lối xóm anh ha. Đúng rồi, hàng xóm qua lợi chút. Chân này là toàn là xương không đó này? Xương không à. Mình cũng chăm sóc hết sức rồi. Dạ. Yeah. Giờ nói chung là giờ nằm dày thì làm sao mà khỏe nổi, mà mập mạp nổi. Thế em ghé hoài chán hồi này? Đâu có chán. Sợ quay riết không biết nói gì, chia sẻ cái gì luôn á. Phải có cái tiến triển gì cũng mừng anh à. Có cái gì mừng, câu chuyện gì nó vui vẻ chứ thật sự anh cũng không biết nói gì luôn.
mỗi ngày cứ làm công việc này, cứ hàng ngày cứ như vậy. Rồi tối thì canh nữa, tôi đêm qua không có ngủ luôn, thức nguyên đêm luôn. Sao thức dữ anh hai? Không biết nữa, thức cứ ho suốt vậy đó, cứ nằm chừng được nửa tiếng rồi, tiếng nửa tiếng. Làm gì khóc anh Danh? Sao khóc rồi? Cái ho. Sao khóc rồi nè? Đàm chả nước mắt rồi. Tùm lum hết trơn. Hai ăn uống gì chưa anh hai? À, chưa. Rồi ăn luôn. Tay chân phải lo cho em trước. Phải lo cho em trước. Lâu lâu em gái về có chút xíu rồi cũng phải đi rồi. Em rảnh chạy về chút. Này có gì ăn rồi này? Có. Gì này? Có cơm. Cơm rồi. Nước à, bị quậy chế nước với chế thức ăn vô cái đường thở của anh Danh. Nắm tàn chừng nào cho đem đi an táng anh này? Sáng chắc ngày mai á. Ngày mai an táng. Ngày mai. Ấy, ông cũng lớn tuổi rồi. Ông lớn tuổi rồi, ông bệnh ông chết. Nhà hớp lại cái mặt còn có ló hai mắt không? Nhành riết rồi còn xương không? Ốm. Bụng trắng trẻo lắm rồi. Riết nằm riết rồi ốm nhất. Ốm đụng vô bao nhiêu bẹ sườn biết hết trơn. Hồi đó cũng đâu có đến nỗi nào, cũng được. Hầu tấm hình đó còn anh hai? Còn. Chúc anh hai cho em coi với ha. Hồi nhỏ, hồi lúc mà chưa tai nạn con cũng đẹp trai cỡ nào? Nhìn kìa. Nhìn khóc. Bây giờ tự anh cứu lấy anh thôi chứ bây giờ bó tay hết rồi đó. Anh hai săn sóc cái này biết bao lâu rồi? Từ tai nạn tới nay là năm mấy hả anh hai? Năm mấy à? Cái hoàn cảnh anh hai ở đây là em quay lâu nhất luôn á. Trời, anh ở đây nói tối rảnh rảnh hay nhắn tin hỏi thăm Phong khỏe không? Bởi vì không thấy anh nhắn tin hỏi thăm gì em thấy em mới xuống nè. Đang định tối nay nhắn tin. Tại hôm qua có cái cô ở dưới Tiền Giang á, nói hỏi thăm số điện thoại Phong. Để điện cho anh hỏi tên tuổi danh, tên tuổi năm sinh để cô tối cô cầu an. Chứ cô nói thấy nằm hoài vậy á, thấy tội quá, thấy thương quá đi. Nói chung cô bác nào chỉ cái nào tốt nào hay thì em cũng báo cáo cho mấy anh chị hoàn cảnh làm theo. Ở chị Hảo đi khám bệnh ổn rồi. Không dạ. Có biết không? Ổn mà, này cũng ổn mà. Có bệnh thế nào không biết. Bây giờ phải khỏe thì mình sao cũng được mà. Không mệt cái đủ thứ. Dạ. Mấy anh chị hôm nay không được khỏe không? Hôm nay chị Hảo cũng đỡ nhiều rồi. Ngày tính ra anh 200 vậy là một ngày bao nhiêu lần? Ngày chế nước cháo này là 2 lần. Nước cháo là 2 lần? Sáng sớm là 6 giờ mấy là uống sữa anh xua. Sữa anh xua. Rồi tới trưa là cháo, tới 9 giờ là bắt đầu uống nước mà pha nước bổ não á. Vậy tính ra chỉ tiêu uống cao chứ. Xong rồi tới trưa là cháo. Rồi cái tới 2 giờ là trái cây. Trời ơi, đủ thứ hết trơn. Trái cây là thường là cho uống táo không à. Đó. Rồi tới chiều này là phần cháo. Tới 8 giờ tối là hủ yến. Tới 11 giờ đêm là hủ sữa. Rồi xong.
là hết ngày đó, cũng được chứ bộ. Trời ơi, cho ăn em thấy còn dữ luôn á, chứ tính ra anh hay săn sóc vậy là quá trời chu đáo luôn. Mình mẩy thì ngon lành không bị lỡ nè, đứng kế bên thì không có nghe mùi á, nghe mùi thơm luôn đó. Còn ăn uống thì lúc nào cũng đầy đủ hết, tại do không vận động anh hai, không vận động thì người nó teo rút. Không vận động không có làm gì hết. Nhà nuôi được mấy con gà vậy ha này? Nuôi mấy con gà cho nó ăn cơm á, ví dụ mình rửa nồi còn sót đổ xuống là nó cũng lụm hết. Ừ. Đợt hồi đó nuôi được mấy con cái tới gần Tết cái chết ráo. Được hả? Dịch ha. Ờ, tới gần Tết cái nó dịch nó chết ra. Nay mới nuôi lại được hôm nay nữa, từ hôm đã được mấy tháng rồi. Ồ. Nhà ăn uống xong rồi tắm rửa vệ sinh liên tục luôn. Cái tình cảm máu mủ ruột thịt mà về là quý dữ lắm. Gì giờ mà anh Danh? Anh trời, tính ra vậy là anh giót vô cũng nhiều lắm chứ, nãy thấy một ca dần luôn với một ca nước nữa. Này 600 ml. Chứ bình thường nếu mà người khác á, nhầm khi người ta chế ít thôi à, cho nó đỡ vệ sinh á. Thì anh chế ít cho nó đỡ vệ sinh. Giống như tiêu tiểu á, ít lợi. Còn này anh hai là chơi tối đa luôn. Canh nhìn cái bụng. Nhìn thấy cái bụng nó phình lên là ổn hả này? Là cũng, no hả? Cũng vừa vừa là được rồi, vậy là cũng ổn rồi đó. Ừ. 600 với cái này. Sao anh hai không cho ăn ít thôi? Ồ, cho ít thì giờ mình cứ chăm hết sức có thể đi, chứ giờ ít quá rồi, ví dụ như người ta ăn được như đó mà mình ăn ví dụ hai chén cơm rồi mình bớt lại chén sao mà được. À, cũng vậy. Thầy thường nha. Hỏi thử anh hai coi sao. Anh hai nói chuyện trả lời, anh hai nói chuyện thấy thương quá, mệt quá. Giờ chế vô miệng cho mát cái miệng. Là đỡ khô môi hả nè? Không khô môi, khô miệng. Hôm nay chị hai nói vậy này? Không, chị cũng về thăm, mới về hôm qua. Mới về hôm qua. Rảnh chạy về. Ủa cái ông cụ mình đây cũng chôn gần nhà luôn hả anh? Cũng gần cái chừng cây số rồi. À. Cũng nuốt đó chứ. Nuốt. Ừ, nó miệng nuốt hả? Nhìn gì? Bạn vô thăm kìa, nhìn gì? Trời ơi. Làm gì mà nhìn cái dễ nhìn dữ vậy, lạ lắm quá vậy. Không thấy quen hả? À. Vậy bắt tay cái coi. Bắt tay cái đi. Cứng bố cứng ngắt luôn. Không đau hay gì mà thấy muốn gồng dữ hả? Gồng. Khi mà anh chở mình á, thay tấm lót đồ là mình cũng... Đâu anh hai lấy hình ống hồi lúc chưa bị rồi này. Coi lúc chưa bị ổng sao? Cái tấm hình giấy không biết đâu. Trong điện thoại cũng được. Trên điện thoại. Thôi đó anh hai có chụp ổng không? Có. Rồi. Cái hình này chụp một mình nè. À. Trời cũng đẹp trai quá nè. Đẹp trai quá à, bây giờ nằm chỗ rồi phải cố gắng lên chứ. Hù quá trời đẹp trai nè. Nhìn thấy hiền khô luôn á. Nhìn thấy hiền dữ lắm anh hai. Ừ. Thì cũng hiền lành á. Ừ. Rồi bởi đâu có ngờ thấy không. Bởi mà đi băng qua đường, băng qua lộ một cái là
Bây giờ xe cộ bây giờ chạy cũng mình không biết sao nói nữa. Mình cẩn thận mà người ta giúp cô ta ủi mình cũng vậy à. Mình cẩn thận mà người khác không cẩn thận. Dạ. Hại quá trời đó, hôm bữa giờ mới thấy hôm bữa giờ từ một năm mấy tới nay ghi hình anh Danh mà bữa nay mới thấy hình ảnh lúc chưa bị tai nạn ông bà có tai nạn xong bữa nay xuống cấp trầm trọng luôn. Là trời đất không. Này có mình ảnh nè. Còn những tấm hình chung thì Phong không có quê. Chung mất công rồi, quyền riêng tư, quyền cá nhân nữa. Là anh hai. Yeah. Đó. Quá trời, đẹp trai quá trời, dáng khỏe đi. Khỏe đi, mập mập, đẹp trai giá lợi. Giờ mà được ngồi dậy có phép màu rồi mà ngồi dậy đi rồi. Muốn gì anh cũng chiều liền chứ. Nói chung là anh thì thương mấy đứa em lắm, từ nào vậy anh. Cái gì được là anh lo hết à. Ngồi vậy là anh hai muốn muốn sao cũng được hả này. Đó. Thôi cứ chuẩn bị cưới vợ cho em mình luôn á mà còn vậy rồi rồi xong. Ước mơ. Bao nhiêu công việc bao nhiêu gian dở. Giờ đời trai coi như không biết làm sao nữa. Không lẽ mình nói cũng như muốn khép lại đó. Kết thúc luôn. Đang cái tuổi mà lấy vợ sinh con à. Bao nhiêu công việc phải làm. Đủ thứ cái dự định phía trước nữa mà tan nát hết. Hãy gặp trục trặc cái thấy mình thấy khỏe mạnh vậy chứ mình cũng chưa chắc được điều gì đâu anh hai ha. Đúng rồi. Giờ đủ thứ chuyện hết mà. Ừ. Giờ thứ nhất là chỉ cần mình sức khỏe. Sức khỏe là điều quan trọng nhất rồi. Mới còn tính tiếp được những gì khác. Dạ. Làm được những việc mình thích muốn làm nữa. Chứ còn giờ không có sức khỏe là thua rồi. Hôm nay anh hai có ngủ nghề gì được không? Ngủ cũng chập chờn chập chờn em. Tại vì canh thức suốt đêm à. Như đêm qua đó thức suốt à. Bữa trước thì cũng ngủ được lai lai. Còn đêm qua thì thức suốt luôn. Cứ nằm chút xíu rồi hò, mở mắt là thấy nằm tỉnh rối rồi. Ho rồi ho văn đàm lên. À, trời ơi. Thấy tấm hình thấy quá trời hiền luôn. Tấm hình anh hiền dữ luôn á. Hiền anh. Đi sống cũng đâu mít lòng ai đâu. Hàng xóm này cũng không ai mít lòng ai bao giờ. Mấy anh em ở đây không có mít lòng ai hết trơn. Này ơi. Đi xuống chơi không có quà cáp gì mà còn ấy nữa. Gì đâu mà phải quà cáp luôn đâu. Có em xuống là mừng rồi. Trời ơi. Đi xuống có ăn nữa trời. Con chó này nó đang đẻ gì anh hai? Chó đẻ. Chó đẻ hả? Nuôi không? Thôi. Nuôi em một quá trời không đủ lo đâu cho nó tụi nó kìa. Nuôi nên bắt về cho nuôi. Thôi trời, đâu đẻ đâu anh hai. Đẻ trong buồng hả? Đẻ ngoài sao hè. Rồi, vậy nó có cắn rồi này. Không, không có cắn. Đang đến cho bớt đi nè. Này này cúng mà ha. Ờ. Thì xuống không có gì chứ còn đem nước nôi, đồ ăn, thức uống hay nữa. Cái xài còn trái nào anh hai? Hết trái rồi. Hôm bữa ăn trái xài ngon quá. Chắc hẹn em năm sau quá, tới mùa sau đâu có trái lại. Nên là cái ghế là ngồi uống nước đi. Ngồi trong nhà không? Vậy em đứng xong cái giọt. Nói em về đó nha. Không nói chào mà cô bác nha, chào Phong cho Phong về nha. Thua rồi. Chắc không nói rồi. Đang lợi nữa. Nó cái cọc nó kéo lên đó nó mới cao cao lên. Ừ, đúng rồi. Nãy anh thì lấy dây lên này chút chưa cột quá chứ. Này xuống đây mới đầu đường mà thấy cũng hết hồn nhưng mà vô đây thấy cũng ổn. Cuối cùng đám tang cũng cụ là tám mấy tuổi. Thì thấy hình ảnh hai anh em của anh Danh cứ hồi hôm bữa giờ từ cái lúc mà ghi hình tới nay mới thấy cái hình mà lúc mà chưa bị tai nạn. Thấy quá trời người đàn ông mà lo đi làm ăn, lo kiếm tiền mà lấy vợ sinh con rồi tạo dựng cái căn nhà ở đây nữa. Và rốt cuộc là bị trục trặc cái giờ nằm một chỗ vậy. Bây giờ là phải người anh hai trong gia đình là phải lo cho anh. Thì bữa nay là có một cái người cô của em á. Thì cũng có gửi cho anh hai
ít quà ha. anh xin cảm ơn cô trước. Cảm ơn. Chưa biết cô nào cảm ơn trước thì không, chỉ biết cô là được rồi. Dạ. Thì nói chung là không biết ai cô nào nhưng mà dạ, dì Tư có của cái em, tấm lòng. Dì Tư của em ở quận 3 thì có gửi cho anh là 2 triệu ha. Dạ. Dì Tư là thương bà con quê mình dữ lắm, gửi cho nhiều hoàn cảnh lắm. Dạ, con xin cảm ơn dì Tư ở quận 3. Dì Tư quận 3 nhưng mà anh Nguyễn Ngọc Thiện là cháu của cô gửi giùm. Dạ, em cũng cảm ơn anh Thiện luôn. Dạ. Em cũng xin cảm ơn anh Thiện. Xin dạ, cảm ơn Thiện. Dì Tư rất nhiều. Dạ. Cũng con xin cảm ơn ông bà cô bác, anh chị cũng quan tâm đến hoàn cảnh của em Danh cũng như hai anh em. Như cô hôm qua cũng điện hỏi thăm vậy đó. Dạ. Đó, cô cũng hỏi thăm cầu an. Mình cũng thấy trong lòng mình thấy vui lắm, cũng đây, cảm ơn, cảm kích cô lắm, đúng rồi. À, đây là 2 triệu của dì Tư ở quận 3. Dạ. Tư của em gửi tặng anh ha. Cảm ơn dì Tư. Cảm ơn dì Tư em tiến đây. Trời, cảm ơn dì Tư đi anh ơi. Ước gì mà giờ mình thấy như bên phim Trung Quốc vậy, có pháp sư, có phép màu nào đó. Chứ thực sự nằm về riết anh cũng buồn lắm. Ừ. Hên cố gắng ha, bây giờ mình khép chương trình đi, em với anh ra uống nước. Dạ, con cũng xin cảm ơn, con xin chào ông bà cô bác anh chị. Chúc ông bà cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe, một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ. Rồi, một lần nữa thì con là Phong Nguyễn cũng cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã cho con cơ hội đi xuống thăm anh Danh với anh Hai. Thì cũng mong ông bà thương, giống như là thương hoàn cảnh và cũng giống là thương Phong, thì cho Phong cơ hội đi thăm những cái hoàn cảnh và đi thăm hoàn cảnh của anh Danh nữa, để thấy anh Hai ở đây lo lắng cho một người em anh ruột, mà lo lắng cho người em mà săn sóc mà một năm mấy mà lúc nào cũng chu đáo hết, không có ngại suy nghĩ, ngại khổ hay là ngại khó khăn gì hết. Thì mong cô chú rồi cũng có chút tình thương dành cho anh, hai anh ở đây, để còn cái đoạn đường dài phía trước nữa. Thì chúc ông bà cô bác Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe, luôn bình an, công việc luôn thuận lợi, và anh Hai với anh Danh thì có nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Rồi, chào ông bà cô bác. Dạ, con xin kính chào.